Hôm nay thì tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn một kỷ niệm về cái nghề luật sư. Đó là cái câu chuyện tranh chấp lối đi chung. Thưa quý vị và các bạn, thì cách đây khoảng 5 năm tôi cũng có nhận một cái vụ kiện. Nôm na cái vụ kiện như thế này. Hai ông cũng là hàng xóm láng giềng, thì ở với nhau, hàng xóm mà, đám giỗ, đám quậy, Tết nhất, đi ra đi vào đụng mặt. Thì có một cái sự phát sinh là cái ông ở liền kề mà ông khách hàng của tôi đó, ông mới xây cái hàng rào. Và ông khách hàng của tôi bảo rằng là xây gì không đúng, thật ra cái móc, cái cục móc nó là như vậy. Thì không biết như thế nào, chắc chắn là có một cái sự cự cãi, mâu thuẫn gì đó. Thì ông mới về, ông rào luôn, rào thẳng ra tới ngoài đường, không cho ông khách hàng tôi đi. Thì bây giờ để mà mô tả thì chúng ta sẽ mường tượng như thế này. Cái đường mà cái đường giao thông của nhà nước thì ở phía ngoài, đi qua cái con đường mà đến cái nhà của ông kế bên á, rồi mới tới nhà ông khách hàng của tôi. Đi qua thì khoảng 100 mét thì mới tới ông khách hàng của tôi. Thì ông thích ông rào. Ông có rào nhiều quý vị và các bạn. Ông giăng, ông đóng hết toàn bộ cái cột khoảng 2 thước á. Rồi ông giăng 3 cọc kẽm gai, cái lưới, cái cọng dây thép gai 3 cọc, thích vậy đó. Và cái câu chuyện hòa giải đã không được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn giải quyết, khởi kiện tới tòa. Thì trong cái quá trình khởi kiện tới tòa thì cái ông khách hàng của tôi, ông chỉ yêu cầu là mở qua bất động sản liền kề. Và trong cái quá trình thu thập chứng cứ thì được biết là cái đường đi chung đó nó tồn tại khoảng 60 năm. Nó do những cái biến cố lịch sử mà nó không được ghi nhận thành đường. Và lại thì tôi cho rằng là Việt Nam mình nó việc cập nhật cái kiến thức nó sao thực tiễn, luật update sao cái thực tiễn. Và bây giờ phát hiện ra thì toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quý vị và các bạn ha, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông có con đường đi chung. Tôi sợ đó. Sợ không? 100 mét, quý vị và các bạn biết rồi, trong diện tích tôi cứ giả sử là 1000 mét, thì nó có một, từ cái đoạn này 100 mét, cái đoạn đường đi này nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn. Thì ông giải thích mà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi thì tôi có được quyền rào. Không sai quý vị và các bạn. Thì tòa đã có một cái thông điệp gửi Ủy ban Nhân dân của huyện cung cấp để hỏi về văn bản này. Thì sau khi mà văn bản này thì sẽ được biết là toàn bộ cái khu đất này là của một người, giống như là một chủ cùng một cái gốc của ông bà, và sau đó ông bà sẽ phân nhỏ ra một người 1000. Thì tới cái đời F1 thì mỗi người 1000, cái tới cái đời F2 là mỗi người còn được 300, 200 gì đó. Và cái con đường này nó tồn tại và nó song hành cho đến ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thấy không? Nếu đứng ở cái góc độ người có quyền sử dụng đất thì họ sẽ được hưởng, được trọn quyền định đoạt toàn quyền đối với quyền sử dụng đất mà họ đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng bây giờ lặp lại vấn đề, nếu trong trường hợp này thì ông khách hàng của tôi, không lẽ ông không có đường đi, ông bay ra, ông đi trực thăng ra,
và đã có những cái câu chuyện mâu thuẫn liên quan tới cái việc rằng là họ nói với nhau rằng là ông rào giờ tôi đi đường nào, thì người này nói rằng là hồi xưa đi đường nào giờ đi đường đó. Một cái phán quyết của tòa án buộc phía bên bị đơn phải có nghĩa vụ mở lối đi qua bất động sản liền kề. Tức là đại khái nói cho nó gọi là câu chữ cho nó xa hoa. Ông mở cái con đường đi và điều chỉnh lại, quan trọng nha quý vị. Và tòa bằng một cái phán quyết mình điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh cái con đường mà lấy cái mốc từ đường công cộng cho đi tới vô nhà ông khách hàng của tôi. Vì cho rằng cái việc cắt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái ông đó tại thời điểm đó không có ra vẽ lại. Và đúng như phía ông khách hàng của tôi, con đường này nó tồn tại vài chục năm. Thế đấy quý vị và các bạn, trong cái cuộc sống cứ tưởng rằng là mình sẽ khởi kiện những cái vụ to tát, tranh chấp giá trị, ly hôn, thừa kế, hợp đồng vay tiền và những cái chuyện rất là nhỏ nhặt như là buộc mở một cái cổng có cái đoạn 4 mét từ cái vị trí này tới vị trí kia, buộc mở lối đi qua bất động sản liền kề. Trong một cái câu chuyện, chúng ta hiểu được rằng nhà nước sẽ bảo vệ quyền của một người nào đó, một bất động sản nào đó bị vây bọc bởi các bất động sản liền kề. Bây giờ mình bỏ cái câu chuyện hồi nãy tôi đã đi giúp cái khách hàng bằng cách là mở lối đi chung qua bất động sản liền kề, thì tôi sẽ tiếp thêm một cái thực tiễn khác. Xin kể một cái câu chuyện thứ hai cho quý vị và các bạn nha. Thì tôi có một cái khách hàng, chị bảo rằng là chị mua từ một người quen ở vùng đất, ở một vùng quê. Thì cái chị cứ cho là cái chị bán đất cho chị là tên A đi. Chị A này chỉ mua từ một người bà con. Thì tổng cái diện tích mà ở phía tiếp giáp với mặt đường đó quý vị chỉ có 4 mét thôi. Thì người bà con nói với chị rằng là thôi thì mày, tao cũng khó khăn, mày mua ở miếng đất ở phía sau đi, thì tao sẽ cho mày đi chung với con đường này. Và sau khi mà mua như vậy thì ngoài cái việc tắt ở phía sau ra sổ tên chị A, thì cái người bà con họ cũng cam kết, họ đồng ý, họ tự nguyện, họ cho chị A đi chung với họ. Tuy nhiên thì chị A là bà con với họ cho nên họ để đi chung. Còn bây giờ thì chị A bán lại cho khách hàng tôi. Và trong cái quá trình mà hàng xóm láng giềng, từng con gà, từng lời nói, từng cái âm nhạc vào buổi tối nó vọng tới tai của nhà hàng xóm và họ không ngủ được, hoặc là từ những cái thái độ hành vi của những người hàng xóm họ không thích nhau, và bà đã có việc rào ngoài. Thì chắc chắn quý vị biết rồi, khách hàng tôi không còn con đường nào khác để đi. Bà buồn lắm. Bà bảo rằng luật sư ơi, tôi phải làm như thế nào? Tại sao nhà nước lại bán đất mà lại không bán chúng cho tôi đường đi? Thì tôi bảo rằng là luật vẫn có những quy định trong trường hợp tài sản bị vây bọc bởi các bất động sản nằm liền kề. Nhưng mà thí dụ như bây giờ bà khách hàng tôi đi, bà mua ở phía sau, thì thú thuật với quý vị và các bạn, ở phía sau lưng này là không có đường đi rồi. Ở phía bên phải là nhà của người ta, phía bên trái cũng là nhà của người ta. Chỉ có con đường duy nhất là phải qua cái nhà mà họ không cho mình đi. Thì trong cái quá trình xúc tiến để mà giúp khách hàng, thì tôi đã có một cái đơn gọi là áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời buộc mở cái lối đi chung. Tuy nhiên thì cái việc
mà mở lối đi chung thì cũng không, chưa đến hồi kết thúc. À, và cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có một cái phán quyết cuối cùng để cho cái vị khách hàng của tôi có quyền đi ra, đi vào cái lối đi chung này. Khổ lắm quý vị và các bạn, và than với tôi rằng là nhiều khi muốn mua một cái đít nước mắm, một cái củ tỏi, một cái ký đường thì cũng phải tính toán như thế nào để mà đi cùng một lúc. Mà thậm chí có những lúc bệnh tật ốm đau chả biết phải như thế nào, hỏa hoạn nữa quý vị và các bạn. Thì thôi, tất cả thì tôi cũng đã song hành cùng với chị, và tôi cũng đã chia bàn tay ra giúp lấy chị. Còn cái phán quyết thì chờ cái kết quả bản án có hiệu lực pháp luật thì tôi cũng sẽ tiếp tục để mà song hành với người khách hàng, để cho chị có một cái lối đi qua ra đường công cộng. Thông qua cái video này tôi gửi đến quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp gia đình quý vị và các bạn không có một, trước đây quý vị và các bạn có một cái con đường đi chung, tuy nhiên tại thời điểm này quý vị và các bạn bị rào lại, bị chắn lại, bị vật cản và không cho đi con đường này, thì quý vị và các bạn hãy làm đơn gửi để đó là một cái nhu cầu thiết thực. Cái nhu cầu này được ghi hình cái quyền của một bất động sản, như là cái quyền mà máng dây điện qua bất động sản liền kề này, cái quyền mà đi qua bất động sản liền kề này, còn có những cái quyền khác theo quy định của Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nữa. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi cũng mong muốn song hành cùng quý vị và các bạn những cái câu chuyện pháp luật liên quan đến tất cả những cái lĩnh vực trong cái đời sống xã hội. Cũng có một số anh chị bảo với tôi rằng là luật sư ơi, nếu trong trường hợp luật sư có một cái lượng khách hàng như vậy thì luật sư cho tôi gửi một số giấy tờ nhà đất, và luật sư gửi nếu ai họ có cái nhu cầu thì cho người mua người bán gặp nhau. Thì nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu đó, có những cái nhu cầu mua đất chính chủ, có những cái nhu cầu về gọi là an cư lạc nghiệp, thậm chí cũng có những cái nhu cầu về đầu tư số tiền nhàn rỗi, thì quý vị hãy xem cái đường link ở phía dưới nha. Thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì cái khát khao của cái chương trình, cái mong mỏi của chương trình là cái kiến thức pháp luật của người dân còn hạn chế quá. Cũng rất là thông cảm, cũng xin lỗi một số anh chị em luật sư đồng nghiệp, vì sao luật sư vẫn cứ phải lặp đi lặp lại những cái kiến thức cơ bản. Thì mới hồi sáng đây thì tôi cũng có tiếp cận một cái người mà tôi cho rằng họ có một cái kiến thức ở ngoài xã hội đó, tuy nhiên rằng kiến thức luật thì họ cũng không biết. Cho nên chính vì lẽ đó tôi mong muốn thông qua thông điệp của chương trình Dân ta phải biết luật ta, rằng ai cũng phải biết kiến thức pháp luật, biết để mình vận dụng, biết mình đem vào trong thực tiễn đời sống xã hội, biết để mình tự mình hiểu được, biết để tự mình bảo vệ bản thân mình, bảo vệ người thân, bạn bè mình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu quý vị và các bạn yêu mến chương trình thì quý vị và các bạn hãy tiếp tục xem, theo dõi về những cái lĩnh vực như ly hôn nè, tranh chấp đất nè, thừa kế, và đặc biệt là hướng dẫn mua bán nhà đất. Nếu quý vị và các bạn, xin trân trọng cảm ơn.